Hello, xin chào các bạn, mình đã trở lại đây. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn là cái sự lợi hại hay là gọi là cái sự bá đạo của cái dàn lính T1 nha bạn. Nhưng mà các bạn nào mới chơi á thì mình có thể trình bày lính T1 là gì? Có nghĩa là lính T1 là lính bậc nhất nè, là gọi là T1. Rồi bậc 2 là đấu sĩ lính thiên xà, lính cưỡi bò sát, lính máy lăn đá nè, bậc 2 nè, tương tự là bậc 3 nè và bậc 4 này đó. Thì lính T1 á nó có những đặc điểm gì? Có nhiều bạn nói là nó là quân yếu nhất nên không có xài đó. Đây là quan điểm sai lầm nha bạn. Mình sẽ trình bày cái sự lợi hại cũng như là cái sự bá đạo của lính T1 trong cái video này đó. Các bạn thấy hay thì nhớ like subscribe nha. Thì trước khi trình bày thì mình có trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Khánh Đăng á, là các bạn hỏi là cái cách mà dàn quân phòng thủ, cái phòng thủ để không có bị tụt hạng trong đấu trường á, thì mình cũng xin chia sẻ luôn với các bạn á, là do mà lính free á thì thật sự á là có thể top 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 một được. Mình là đã từng là hạng hạng ba rồi, hạng tốt nhất mình hạng ba rồi, có lên hạng một nữa, nhưng mà bữa đó là mình chuyển server luôn bạn, mình không đấu. Thì thứ nhất á là nó phải vô đúng chùm sao của mình. Cái lính mà phi á là phải vô đúng chùm sao á, là gần như là có khả năng lên bậc nhất. Với lại là những cái kingdom mới mở, cái tướng mua nó không có nhiều bạn. Như cái thằng quỷ này á, nó đi cái kiểu này á là đội hình này là chắc chắn top 1 luôn. Các bạn nào á mà muốn là thủ mà để top 1 đến top top 5 á thì nên dùng cái đội hình này, là cái con quỷ nha, búp bê này, con thầy dệt này, rồi con búp bê này, cái con này là con mà cầm súng bắn á, gọi là con lịch sự mình không biết con tên là Hạ Sĩ Hoa Hồng, với lại cái con tiểu quỷ. Thì cái đội hình này là thủ gần như á, là tuyệt đối luôn bạn. Còn nếu mà các bạn mà ít tiền á thì các bạn đi cái cặp cho mình á là cái con thợ 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 dệt với lại có con búp bê đó. Nếu mà ít tiền á thì đi hai con này nha bạn đó, còn nhiều tiền thì đi thêm hai cái con sau nữa, thì gần như là cái đội hình thủ nó chắc gần như là bất chấp chùm sao luôn á, 95%, không phải trăm trăm mà 95% là bất chấp tầm chùm sao luôn. Mà nếu không có, các bạn phải có hai con làm chủ lực á, là cái con thợ dệt với lại con búp bê, thì các bạn mới có khả năng trụ ở top 10, cộng thôi rớt xuống hạng từ hạng hạng một xuống hạng 20 là bình thường. Còn các bạn muốn lên đó, các bạn canh giờ dụ như là bữa nay là hiện giờ là nó gần lấy kim cương, các bạn gần lấy kim cương á, thì các bạn canh giờ, các bạn không có được canh đúng giờ bạn vô đánh thôi là nó lên thôi. Để coi coi là cái ngày giờ mà lãnh kim cương á đó. Đó, còn một giờ 2 phút nữa bạn canh sau 1 tiếng sau á, còn khoảng 2 3 phút nữa bạn đánh thì bạn sẽ đạt cái kim cương cao hơn. Cái này mình mới chuyển qua kingdom mới nha bạn. Nó thật sự á, là tiếng phi á, là để trụ lại hàng top top 10 á, top 10 á, rất là khó bạn. Đó, các bạn top 10 trụ lại rất là khó. Cái này là mình phải là mua tướng mới trụ lại được, chứ không thôi là cái IGG nó xá sản, nó chủ yếu là bán tướng mà mình không mua, mình dùng tướng phi mình đánh là chắc chắn là không 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 lên nổi top 1, nhưng mà trụ là không nổi các bạn. Đó, cái đội hình này á là đội hình gần như là chuẩn á, để dành cho thủ á là ba con phù thủy các bạn, và hai con tanker, hoặc là ba con tanker và hai con phù thủy đó. Có thể là cái đội hình sau nó thay con tiểu quỷ á bằng một con tanker, lại con mà một một mắt á, thợ săn gì đó, một mắt á mà cũng tướng mua á đó. Thì nó là thường là nó đi bộ vậy, hoặc là cái con tiểu quỷ nó thay bằng cái thằng người rừng mà cầm thú quan cầm cung bắn á, thợ 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 gì đó, người rừng gì đó, sát thủ rừng già gì đó đó. Đó rồi mình trả lời vậy nha. Rồi thôi mình trở lại vấn đề chính á, là
cái lính T1 tại sao là bá đạo. Đó. Thì trước tiên á là mình sẽ trình bày cái ưu điểm, nhược điểm của cái lính T1 nha bạn. Rồi thứ hai á là nó sẽ làm được những gì. Đó. Về cái lính T1 á, ưu điểm của nó là coi như là sản xuất quá rẻ luôn bạn. Đó, sản xuất là rẻ, bạn cứ nhấn vô. Thấy không? Ví dụ như sản xuất một con có 49 à 6.000 thì có 323.000 mỗi loại à, không có cần đá luôn. À. Ừ. Giá rẻ. Đặc biệt là nó sẽ tốc độ sản xuất nhanh nữa bạn. Đó, như 6.000 này so với ở đây là 9 giờ 24 phút đúng không? So với cái con bật này đây coi, 3 ngày 3 giờ mình là tốc độ là có 192.5% thôi. Đó. Thấy là nó chênh lệch nhiều không? Ừ. Chữa lính á là nó không mất thời gian bạn. Lính T1, đặc biệt lính T1 chết á là chữa là không mất thời gian, chỉ tốn tài nguyên thôi. Đó. Và đặc biệt á nó sản xuất á, lính T1 nó sản xuất không có tốn vàng. Bạn coi coi, đó, vàng bằng không à, thấy không? Đó, cái điểm là cái ưu điểm là vậy. Nên các bạn nào mà mới chơi á mà chưa có T4 á là tập trung sản xuất T1 là lên rất là nhanh, xây nhà từ nhà chính từ cấp 1 lên cấp 25 rất là nhanh. Nếu mà các bạn mà chăm mà xây T3, T2 vô là mấy thằng kia nó đi đặt một cái là kiệt quệ luôn, không còn gì mà để sản xuất nữa. Khi mà các bạn xây T1 nó đặt, nó đánh các bạn xong á, bạn chữa lại, thậm chí cái tài nguyên nó cho lại là chữa gần như là bằng luôn. Đó. Thấy bạn thấy không? Cái ưu điểm nó rất là mạnh không? Thứ hai á, tiếp theo á là cái nhược điểm của nó. Gần như á, mình thấy nó gần như không có nhược điểm nha bạn. Cái nhiều bạn nó yếu thì đồng ý là yếu, nhưng mà thật sự là bật một phải yếu rồi. Mình thấy là cái địa chỉ nó đương nhiên. Không? Nếu á mà vẫn bật một á, bạn lấy số lượng á bù qua cái chất lượng á thì nó thật sự nó không yếu nha bạn. À. Với lại tiếp theo là mình sẽ so sánh cái sức mạnh của cái từng loại lính cho bạn nha. Ví dụ thiết kỵ nha, thì các bạn coi chi tiết nè, nó là một con lính T1 có sức mạnh là 2 ha. Tương tự cái con lính T2 á, sức mạnh nó là 8 nha. Rồi và T3 là sức mạnh nó là 24, T4 sức mạnh nó là 36. Đó. Còn cái số sau cái máu là cái máu á, mình không là 4 sao thì thằng 1 4 thôi. 1 là 1 sao. Lính T1 và 1 sao tính T2 2 sao tính 3 sao và tính T4 4 sao nha bạn. Đó. Thì á nói chung á một con lính T1 á, một con lính T4 bằng 36 con lính T1 là sức mạnh của nó đó. À, nhưng mà lấy số lượng bù chất lượng á là coi như là 36 con lính T1 thì bằng một con T4 đó, quá ok luôn. Mình thấy là đi đâu cũng nếu mà lấy chất lượng, số lượng bù chất lượng á thì coi như là rõ ràng là T1 nó lợi hơn bạn. Rồi. Và cái phần mà hao hụt tài nguyên á thì nó chỉ gấp 20 lần thôi. Có nghĩa là một con lính T1 á, 20 con lính T1 á thì mới bằng một con lính T4. Đó. Và cái đặc biệt á, nếu mà các bạn mà đi thủ á, có lính T1 á nó sẽ có lợi nha. Nếu mà đi thủ á, đi đường thủ như mình á, đó là xây bệnh xá đi lính T1 á nó sẽ có lợi hơn. Do là cái xô đông áp đảo, còn lợi hơn sao á mình sẽ nói sao. Đầu tiên á nó sẽ là đỡ đòn cái đòn đầu tiên của mấy con lính nha bạn. Đây ví dụ như các bạn coi mấy con lính này, mấy con lính nó lúc nào cũng có cái đầu đầu tiên á nó sẽ rất là mạnh. Ví dụ như những cái con mà chuyên về xây đi, những con mà chuyên về sản xuất đây, như con búp bê này, này các bạn thấy không,
bạn đọc nó chỉ là xây dựng tốc độ nghiên cứu và tốc độ huấn luyện, nhưng mà nó có một cái là ngôi sao bạn bè này gây 105% ATK biệt đội thành đam cho quân địch, có nghĩa là bước vào trận chiến á là nó đánh cái đòn đầu tiên á là cái ngôi sao bạn bè trước đó. Nếu mà bạn nhắn T1 á thì lính T1 á nó sẽ chịu cái đòn này, và cái lực lượng T2, T3, T4 của bạn á, lực lượng chính á, nó không có, gần như nó ít bị thiệt hại hơn đó. Nếu mà bạn đi những cái quân khác lót cũng được thôi, nhưng mà nếu bạn bạn dùng cái này lót T1 lót thì nó lợi hơn. Đó, nói chung á là so sánh ở đây á là chỉ so sánh về cái lính thôi nha, còn khi mà vào trận chiến á là còn phụ thuộc vào đồ đạc và tướng, và quan trọng á là cái ngọc khảm á bạn, cái ngọc khảm nó quan trọng, chứ còn mà đồ xong mà ngọc không có là cũng chết. Ngọc khảm là quan trọng, đồ thì có thể là gần tương đương nhưng mà ngọc khảm á đó, nếu mà bạn nào mà chịu chi mà đặt ngọc á là ok là khủng luôn á. Đây ngọc á, nhìn các bạn á, nhiều khi các bạn thấy là đồ đạc đồ tào lao tùm lum tà la, nhưng mà nó đánh mình là mình tấn công đó mình bị thiệt hại nặng là do người ta ép ngọc bạn. Đấy, đá quý á đó. Mấy cái ngọc này bạn thấy người ta đó, mặc đồ săn, các bạn tưởng nhào vô là chết, tại vì ngọc á nó ép trong đây không à, nó ép ngọc tấn công á là thua á bạn. Ép ngọc mà lên màu vàng nữa thôi rồi luôn đó, các bạn nép mai nép đồ thể mặc đồ cùi, nhưng mà ngọc trong đó là mạnh để thủ á, các bạn phải cẩn thận nha. Rồi đó là mình nói ưu và nhược điểm của lính T1 rồi nha. Qua cái thứ hai á là lính T1 á nó sẽ làm được những gì mà nó gọi là bá đạo. Mình thấy là nó làm được tất cả luôn, gần như là trên mọi mặt trận đều có lính T1 tham dự nha bạn. Các bạn nào mà không có lính T1 á là một sai lầm á đó. Đầu tiên á là những cái sự kiện nó đều có mặt nha. Ví dụ như các bạn điểm qua một sơ này, đấu trường rồng đó, đấu trường rồng á cũng có lính T1 bạn, để làm chi, để á làm ngoài mặt thủ, và khi mà một cái căn cứ hay một cái gì nó bị đầy á, gần đầy á, các bạn bỏ một con lính T1 vào thì nó đi nhanh tốc độ, cái con kỵ lính T1 nó đi nhanh nhất đó, các bạn coi là nó đi như là 1, 2, 3, 4 sao luôn đó các bạn. Còn cái con mà kỵ mà mạnh của T4 á thì nó đi có hai sao à đó, các bạn bỏ lính T1 nó đi rất là nhanh, lính T1 á là đi nhanh nhất các bạn đó, cái tốc độ nó là mạnh mẽ nhất. Rồi cả là đấu từ rồng nha, phải có lính T1, không có lính T1 là không làm ăn gì được, đặc biệt là phải có kỵ của T1 luôn, để khi mà mấy cái con đoàn lữ hành đi qua, các bạn đến quân của mình mà đã có chiến cái điểm mà bạn đi nhanh để chặn đầu mà lấy cái điểm cao nhất, khi mà đấu trường mình có quân mình đóng trong cái cứ điểm đó, khi mà cái đoàn lữ hành đi qua một cái là mình điểm mình nó nhảy rất là cao. Vậy bạn không tin bạn thử đi. Đó, đấu trường rồng. Còn cái cúp chú tể này thôi rồi luôn, chắc chắn là phải có con T1, tại T1 nó đá không à, không có T1 đá không được, thấy không các bạn, thấy không? Thứ hai là hai cái sự kiện là nó phải T1 phải có tham gia rồi. Rồi ở đây không có nói về sự kiện gì hết, nhưng mà có một sự kiện là KVK đó, là cũng phải có lính T1. Nếu các bạn yếu, các bạn nào mà mới chơi hoặc là yếu á, là để làm cái sự kiện solo á, KVK mà solo các bạn phải đi thu thập á, là lính T1 bạn thu thập là bạn khỏi lo luôn. Là mình đã nói là những cái video trước, lính T1 thu nhập, thằng nào đánh cho nó đánh luôn, mình giờ mình chữa lại mình đi thu nhập tiếp. À, còn cái cách mà để thu thập sao mà đạt được mốc 3 của KVK đó, mình đã hướng dẫn trên các video khác rồi, các bạn xem lại nha. Rồi sau khi mà KVK xong á là nó có cái sự kiện thu mỏ ngọc, thì các bạn dùng cái lính T1 để đi thu thì quá nhanh luôn, nó nhanh nhất mà, các bạn dùng kỵ T1 đi phà luôn là khó đo luôn. Tiếp rồi đấu trường rồng mình nói rồi mới nãy rồi, đấu trường rồng thì phải lên có lính T1 rồi. Rồi
Thứ hai á là đó, mình thấy các bạn thấy là các sự kiện đều có góp mặt của lính T1, các bạn không có thể không cần lính T2 nha. T3 cũng có thể không cần nha. T4 thì chủ lực bạn có thì bạn cần, nhưng mà T1 bắt buộc phải có. Đó là mấy cái sự kiện mà IGG tổ chức là đều có góp phần của lính T1 á, nên các bạn mà đừng có thấy lên lính T2 rồi bỏ lính T1 rồi lên T3 bỏ T2 là suy lý sẽ lầm nha bạn. Rồi thứ hai á là nó tham gia vào những cái trận đấu của quỷ hắc ám bạn. Đó quỷ hắc ám ví dụ như này nè, mình đi mà xa quá thì các bạn có thể mà gần tới giờ bạn cho một con kỵ T1 vào đó là đi nhanh lên là kịp thôi đó, thấy không? Và nó cũng là lót đòn nha, đỡ đòn nha, có đỡ đòn. Cái ông này thì ổng dùng ở đây thì dùng là đi cung và lót là lính rồng, lính kỵ, cung lót kỵ đó. Nhưng mà lính lót tới một vẫn có được, không sao hết bạn. Rồi cái tiếp theo nó làm lính lót. Đó, lính lót là khi mà bạn tấn công và phòng thủ á thì nó sẽ làm lính lót. Mình sẽ lát nữa mình sẽ có một vài cái ví dụ cho bạn coi về sự lót của T1 nha bạn. Đó, để mình trình bày hết rồi. Tiếp theo á là nó phòng thủ hay tấn công. Phòng thủ tấn công solo hay ally á, khi mà phòng thủ tấn công đều cần T1, nếu không bị bắt tướng nha bạn. Các bạn mà muốn đánh mà không bị bắt tướng á là các bạn phải có T1 lót vô. Khi mà đi mà đánh người ta hay là phòng thủ á, các bạn sợ nhất là gì? Sợ bị tướng là không đi không về được các bạn. Đó, đi là đi mất luôn. Nhưng mà có các bạn có lính T1 vào á thì á, gần như á, là tướng cái thì lính của bạn á sẽ được về. Đó, đây này, cái ông này nè. Tấn công hay sao á? Ông thằng II0430 giam cầm một thủ lĩnh này, học cách làm chủ chiến trận với tổng lượng sức mạnh là lính tứ trận cùng bị thương này. OA đã mất tiêu diệt kẻ xâm lược và tống thủ lĩnh một tối. Cái ông Khao Kinh này là nếu mà ổng kèm lính T1 vào á và cái loại lính luôn á thì có khả năng là ổng sẽ trở về được. Nhưng mà cha này á chắc là đi không lót lính T1 vô á, nên là nhảy luôn, khỏi về luôn. Đó. Đó. Rồi thì đây mình sẽ cho các bạn ví dụ những cái điều mình nói ở trên nha. Thì các bạn xem đây cái đầu tiên á là lót quỷ hắc ám nè bạn. À, ông này thì ông đi á là công trận. Rồi lực lượng ổng là mình sẽ ổng đánh cấp 6 nha, mình coi lực lượng của ổng nha. Lực lượng của ổng là có lính bậc 5. Các bạn thấy không? Những cái con lính T1 á nó gần như không chết hết các bạn. Đây này. Lính bộ chết 2 nhưng mà cung á là chỉ có chết 1 thôi, thấy không? Có nghĩa là khi mà còn lính á thì tướng của bạn sẽ về, thấy không? Các bạn thấy không? Chết nhưng mà lính T1 vẫn còn nha. Trong khi là lính T4 999 thằng nhảnh thôi bạn. Đi cái trận này ổng lót T1 là cho mấy thằng kia nó vào đó. Các bạn thấy không? T1 không chết hết. Đó, nhưng mà ngược lại lính rồng mà chết này, thấy không? Các bạn thấy sự lợi hại của lính T1, bạn không cần nhiều, các bạn cứ cho giống như ông này thôi. 5 6 con, 7 8 con vậy đó, đãi đều bộ cung kỵ đãi đều luôn. Đó, thấy không? Mà lính có về thì tướng không bị mất nha bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đó. Đó. Thì là đó, bạn thấy không? Có lót lính T1 vào thì các bạn thấy sự khác biệt chưa? Rồi. Mình không hiểu là chắc là do lính T1 chạy nhanh nên nó không bị bắt hay sao á. Đó, tiếp trận quỷ hắc ám tiếp theo này. Đó. Thì ông này ổng đánh đi là công trận kỳ binh nha. Rồi, coi ổng lót ổng có cái gì. Đây, lính T1 tấn công này, bên lính T1 gần như là sống sót hết bạn.
hai con lính T1, lính bộ T1 và thiết kỵ T1 sống sót hết đó các bạn. Đó, trong khi lính rồng siêu pháo thủ là chết la liệt luôn. Đó, các bạn thấy sự khác biệt không? Mà mình đã nói rồi, nếu mà lính nó còn thì tướng không bị bắt. Nếu mà ấy vậy, nếu mà trong trận chiến mà công người chơi với người chơi đó, còn cái này là KVK, các bạn thấy không? Thấy sự khác biệt không? Đó. Đó. Rồi. Tiếp theo là nãy giờ hồi ám các bạn. Còn một trận đánh là cái này là trong đấu trường rồng. Đó, các bạn coi nè. Bên đây tấn công là 1.8 triệu, bên mình đó nha. Bên người ta tấn công, phòng thủ của bên mình đó là 2.3 triệu, thấy không? Các bạn coi sao nha. Đó, bên mình và phòng thủ nè. Phòng thủ các bạn thấy không? Lính T1 12 con. Còn sống chết có 5 con à, thua á, tức là gần như là chết là bị thương á mình không ấy, nhưng mà thấy không? Chết 5 con còn 7 con, các bạn thấy lợi hại không? Đó. Còn cái thằng mà không vô lính T1 là chết là la liệt luôn nè, bạn thấy không? Nó thằng tấn công mà vô lính T4 là chết sạch lính T4 luôn nè. Thấy không? 642009 đó, đó là lính rồng chết sạch luôn, mà trong khi chỗ này là gần như là 5 con sống hết 7 con à. Còn T3, T2, T1 là chưa chết con nào luôn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó là tấn công thật sự luôn á. Đó. Đó là một trận đấu thật sự trong đấu trường rồng nha bạn. Trong đấu trường rồng á. Đó. Rồi. Đó, trong đấu trường rồng. Này, quỷ hắc ám cũng vậy thôi. Quỷ hắc ám... đây. Quỷ hắc ám... bạn coi đây. Đó. Người này là bên tấn công là chỉ có 3 con... 3 con 7 thôi. Rồi. Các bạn thấy không? Lính T1 vào á là chết không hết luôn bạn. Ở đây là chết hai con thiết kỵ bậc nhất nè, nhưng mà con cung á nó chết 3 con đi chứ chết có 2 con à, còn sống con đó, các bạn thấy không? Đó, chỉ cần T4 là T4 vào là đi vô T4 vẫn thắng bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi. Tiếp theo là thử một vài trận đây cũng đấu trường rồng luôn bạn. Đó, các bạn thấy bên tấn công à, các bạn thấy bên tấn công à, nó tấn công nó chỉ cần 240 thôi mà bên mình thủ là cấp 3 thôi không. Rồi các bạn coi tấn công á, nó lót lính T1 hay không nha. Tấn công bạn thấy không, tấn công á nó lót lính T1 nè. Cung á, cung thủ á là 6963 nhưng mà nó chết có 3483, vậy thì nó đâu bị bắt lính các bạn. Đó. Nó ít, nó lực lượng nó ít hơn 3 lần. Nhưng mà nó không vẫn tấn công mà không bị chết lính đó các bạn. Thấy không? Là tướng nó về. Có lính sống là tướng nó về thôi. Thấy các bạn thấy lợi hại không? Ừ, bị thương. Đó, các bạn thấy lợi hại khi mà lót lính T1 không? Lính T1 này nó lót là ít thôi, không có nhiều, có 6.000 mấy thôi. Đó, lót vô. Đó. Lót T3, nó lót T2, nhưng mà T1 vẫn còn sống rồi các bạn. Đó. Rồi, bạn coi thêm một trận nữa nè. Đây. Cái này là cũng đấu trường rồng luôn. Đây 250 tấn công của mình á. Của mình á là 900. Là cho 1 triệu đi, gấp 4 lần đi, hơn 3 lần rưỡi chút xíu ha. À, các bạn coi ra bên mình phòng thủ nha. À, bên mình phòng thủ. Đó. Thì cứ coi nó đánh sao. Đấy. Nó tấn công chết sạch. Thấy không? Trong khi cái phòng thủ của mình á còn một thiết kỵ vẫn còn sống nha các bạn. Thấy không? Đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Chết sạch mà một kỵ vẫn còn sống, nên các bạn thấy sự lợi hại của cái con T1 chưa? Rồi, coi cái trận tiếp theo đây. Rồi. Cái trận này bên mình cũng phòng thủ nè. À, bên mình phòng thủ nha. Bên mình phòng thủ á, là chỉ có 203 thôi. Mà bên đó là tấn công. Đó, lực lượng tương đương. Đó, mình có thể mình chắc nhiều hơn nha. À, do mình là yếu. Mình này mình cầm mình giữ pháo đài luôn. Mình yếu, mình cái hai con này cấp 1 cấp 2 vậy à. Này có 4 con luôn, lực lượng tiên quân quá trời luôn bạn, thấy không?
đánh bị thương nhiều nhưng mà vẫn không bị mất tướng nha bạn, không bị mất chứ tướng nha bạn. Bạn coi như này, mình lót nè, đó phòng thủ mình nè, thấy bạn thấy không, thiết kỵ nhưng mà cung thủ mình chết không hết 12.000 nè, thấy không, vẫn chết tới 6.000, chết phần nửa nè, chết phần nửa, còn lính về thì còn ấy nha bạn, là không bị bắt tướng nha bạn, trận này mình không bị bắt tướng đó, các bạn thấy không, trong khi người ta là lực lượng hùng hậu không đó, mình ít thôi, mình đâu có nhiều đâu, T4 mình có tổng cộng có 100.000 à, 100.000 à, 83 cộng 27 đó, 101 à, 240 lực lượng tương quan không, mà cuối cùng đó mình vẫn phà tướng mình đâu bị bắt đâu, mình thủ phà luôn nha bạn. Đó rồi, tóm lại á là các bạn á là phải có lính T1 nha bạn, như như là các trận đấu á, các bạn mà không bị sợ bị bắt tướng, mình nói là ở đây xác suất nha, không bị bắt tướng nha, có khả năng là vẫn bị bắt, nhưng mà nếu mà các bạn lóng T1, có T1 và T2, T3, T4 đẩy đều luôn, có T1 và đẩy đều các loại các quân luôn, một ít, T2 một ít, T3 một ít, T4 một ít, T2, T3, T1, T2, T3 một ít, ít, có T1 vô thì bạn phòng thủ á, sẽ không bị bắt tướng nha bạn. Còn tấn công nếu mà trên lệch ta 7 thì vẫn bị khả năng bị bắt tướng nha bạn, có khả năng thôi nha, chứ không phải là mình tấn công mà lót T1, T2, T3 vào nó không bị bắt tướng là không đúng nha bạn. Nếu mà lót T1 á, có khả năng bạn sẽ không bị bắt tướng. Nếu mà phòng thủ á, có T1 vô bạn bảo đảm nó đánh bạn phải ít nhất 3-4 lần. Lính của mình lúc trước còn yếu hơn này nữa, mà cái thằng mấy thằng mạnh nó đánh mình 3 lần á. Mình ngủ quên á, mấy cái xe mấy người phía trước á mình bị bắt tướng á, thì nó đánh 3 lần, ít nhất 3 lần mình mới bị bắt tướng. Đó, các bạn yên tâm. Mà ấy, các bạn thấy sự lợi hại của lính T1 chưa? Thì thôi, video đây cũng dài rồi. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, subscribe để mình còn làm nhiều video hay ho hấp dẫn hơn nữa để phục vụ các bạn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nào có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.